Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, dưới đây là những con giáp sẽ vô cùng may mắn trong ngày 6 tháng 12 năm 2022 âm lịch. Vào ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm thì dễ được khen thưởng, đề bạt. Nếu bạn ký kết các hợp đồng quan trọng thì khả năng thành công có thể lên tới 90%. Đó là các con giáp Sửu, Dần, Mùi, Thân, Tuất, Hợi. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé. Tuổi Sửu, xem tử vi ngày 6 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, chính quan soi đường, hôm nay chính là ngày người tuổi Sửu khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra những phương án giải quyết vấn đề cực kỳ mới mẻ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi. Tuy nhiên, trong ngày thủy vượng như hôm nay, bạn mệnh cần chú ý gìn giữ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần, theo tử vi ngày 6 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, tam hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương vì có thể tương lai họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn đấy. Chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt được ghi nhận, không làm thì ngừng lại. Trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương ở tay chân. Vì thế, bạn nên chú ý vận động hoặc là lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức, kẻo gây nên di chứng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, tiếp nối tử vi ngày 6 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình và gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể nhận được phân công thực hiện những nhiệm vụ hoặc giữ chức vụ quan trọng. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Tất cả là nhờ bạn luôn quan tâm đến nhu cầu và khả năng thực tế của nhân viên, từ đó sắp xếp mọi người vào đúng những vị trí phù hợp. Tiếc rằng thổ khắc thủy lại cho thấy những bất ổn trong lĩnh vực tình cảm. Khi bạn còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình thì đừng vội vàng gật đầu với ai. Tốt nhất hãy cho đôi bên thêm thời gian để hiểu và cảm nhận đối phương. Sang ngày Ất Mão, sức khỏe của người tuổi Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi, dù vậy bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, chính quan tương trợ, người tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc dưới sự dìu dắt của cấp trên hoặc quý nhân. Bạn tiếp thu các kiến thức một cách nhanh chóng và áp dụng phù hợp trong thực tế, là tấm gương để mọi người noi theo. Tuy nhiên, con giáp này đừng nên kiêu ngạo vì những gì mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều điều mới mẻ. Dù bạn có tài giỏi đi nữa thì mọi người vẫn sẽ có ưu điểm để bạn học hỏi. Tuy nhiên, trong ngày có hung tinh có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở bản thân nên đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. Cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc,
chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay mọi việc đều được giải quyết thuận lợi. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Ký hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi. Tuy nhiên, thổ khắc thủy cho thấy mối quan hệ gia đình của con giáp này lại không được thuận lợi như vậy. Có lẽ bạn cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Bạn chớ nên thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu nhất. Trong thời gian này có thể thấy ở miền Bắc lúc này có ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khô và lạnh. Vì thế bản mệnh nên quan tâm hơn đến vấn đề thời tiết để lựa chọn trang phục cho phù hợp, tránh bị ốm do thay đổi của thời tiết. Thể chất của con giáp tuổi Tuất ngày hôm nay khá tốt, nhưng dường như tinh thần và cảm xúc của bạn không được tích cực như vậy. Những nỗi bất an, những trăn trở và lo lắng có thể làm phiền bạn và khiến nội tâm của bạn có một chút xáo trộn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, hai hành thủy tương sinh, người tuổi Hợi luôn rất yêu thương và quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình. Mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc khó giải quyết, bạn không ngại tâm sự với họ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người độc thân đã bước ra khỏi ám ảnh quá khứ và sẵn sàng mở lòng với những đối tượng triển vọng. Trạng thái tinh thần tích cực sẽ khiến cuộc sống của bạn nhanh chóng sang trang. Hãy sẵn sàng đón chờ những điều tốt đẹp nhé! Chính ấn soi chiếu, sự nghiệp của bản mệnh cũng đang có những bước phát triển khá rõ rệt. Bạn bắt được vào guồng quay của tập thể và sẵn sàng cống hiến sức lực của mình để tập thể có thể vượt qua thách thức và vươn tới thành công. Xem tử vi ngày 6 tháng 12 năm 2022, tuổi Hợi âm lịch về tài lộc, lúc này bạn nên hạn chế việc đưa ra những quyết định đầu tư. Việc làm ăn của bạn có chững lại một chút cũng là cần thiết, vì bạn phải đón đợi một cơ hội tốt hơn. Về phương diện sức khỏe, con giáp tuổi Hợi không có bệnh gì đáng ngại, nhưng lại không tốt cho những ai đang đổ hết công sức của mình cho công việc. Những ai đang có sự nghiệp chông chênh, lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức là thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Ất Mão tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Khê Thủy, ngày Ất Mão thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Mã Lục hợp Tuất, Tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thì, phá Ngọ, tuổi Thân. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Kỷ Dậu và Đinh Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.